Top 9 nữ bác sĩ nổi tiếng làm thay đổi thế giới. Trong một thời gian dài, lĩnh vực y học được thống trị bởi nam giới và phần lớn là người da trắng. Nếu một phụ nữ muốn trở thành bác sĩ hoặc theo đuổi sự nghiệp này, họ sẽ bị ngăn cản rất quyết liệt bởi mọi người xung quanh. May mắn thay, những nữ bác sĩ nổi tiếng dưới đây đã bất chấp những định kiến xã hội và chủng tộc. Bằng những nỗ lực vượt lên cả định kiến của xã hội, họ tiếp tục theo đuổi. Những nghiên cứu và khám phá của họ đã giúp cải thiện hàng triệu sinh mạng sống trên khắp hành tinh. Hãy cùng Topmos tìm hiểu thêm về những người phụ nữ nổi tiếng trong ngành y và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhé. 5. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, năm 1926 đến 2004. Thành tựu: tiên phong trong việc nghiên cứu về cái chết, sự hấp hối và niềm tiếc thương. Thiết lập 5 giai đoạn mà người sắp chết trải qua: từ chối, giận dữ, mặc cả, trầm cảm và chấp nhận. Mô hình Kubler-Ross. Sinh năm 1926 tại Zurich, sự nghiệp của bác sĩ Ross gần như kết thúc trước khi nó bắt đầu vì cha của bà cấm bà trở thành bác sĩ. Ông nói với con gái rằng hoặc con có thể trở thành thư ký trong doanh nghiệp của cha hoặc một người giúp việc. Ông ta ít biết rằng bà có thiên bẩm của một nhà khoa học lỗi lạc. Quyết tâm theo đuổi con đường sự nghiệp này giúp bà trở thành một trong những nữ bác sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử. Bà rời nhà năm 16 tuổi và cùng với nhiều phụ nữ dũng cảm phục vụ như một tình nguyện viên của bệnh viện trong Thế chiến thứ hai. 6 năm sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1951, bà cuối cùng cũng đăng ký vào trường y. Suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình trong lĩnh vực tâm thần học, bác sĩ Ross đã tập trung đặc biệt vào bệnh nan y. Cuốn sách đột phá về cái chết và cái chết của bà xuất bản năm 1969 mô tả 5 giai đoạn mà bệnh nhân hấp hối đã phải trải qua. Đó là từ chối, giận dữ, mặc cả, trầm cảm và chấp nhận. Cuốn sách của bà đã cách mạng hóa cách cộng đồng y tế tiếp cận những bệnh nhân mắc bệnh nan y và giúp cải thiện việc chăm sóc cuối đời. Nghiên cứu của bà về vấn đề bệnh nan y được lấy cảm hứng từ một số trải nghiệm cá nhân đã ghi dấu cho bà trong cuộc đời. Bà có sức khỏe mong manh khi còn nhỏ. Là một đứa trẻ sinh ba, bà chỉ nặng vỏn vẹn 2 cân khi chào đời. Trải nghiệm thứ hai đánh dấu bà là chuyến thăm trại tập trung Madanet ở Ba Lan, nơi bà nhìn thấy hàng trăm bức vẽ về những con bướm được các tù nhân khắc trên tường. Điều này khiến bà suy nghĩ về vấn đề cái chết và sự mong manh của cuộc sống. Vào năm 1962, bà tìm việc làm giáo viên tại trường Y thuộc Đại học Colorado. Khi làm việc ở đó, bà vừa băn khoăn vừa ngạc nhiên về cách chữa trị của những bệnh nhân nan y ở Hoa Kỳ và không có môn học nào đề cập đến cái chết và cái chết trong chương trình giảng dạy của trường y. Những kinh nghiệm của bà đã truyền cảm hứng cho công việc và nghiên cứu sau này, giúp cải thiện tình trạng của những bệnh nhân hấp hối và cách những người bị bệnh nan y được điều trị và nhìn nhận nói chung. Năm 2007, bà được công nhận là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử, trở thành ứng cử viên sáng giá cho đại sảnh danh vọng phụ nữ quốc gia. 6. Bác sĩ Audrey Evans, năm 1925 đến nay. Thành tựu: tiên phong trong việc nghiên cứu và điều trị các bệnh ung thư ở trẻ em, u nguyên bào thần kinh, thành lập hệ thống dàn dựng Evans, thành lập Ronald McDonald House, ban đầu dành cho những người bệnh nhân ung thư trẻ tuổi và trại Ronald McDonald. Sinh ra ở York, Vương quốc Anh vào năm 1925, bác sĩ Audrey Evans theo học trường cao đẳng bác sĩ phẫu thuật hoàng gia ở Edinburgh vào đầu những năm 1950. Bà là nữ sinh duy nhất của trường. Bà đến Hoa Kỳ vào năm 1953 với tư cách là nghiên cứu sinh Fulbright tại Bệnh viện Nhi đồng Boston. Vào năm 1957, bà là một trong những người đầu tiên thực hiện nghiên cứu về ghép tủy tự thân. Khi đó còn là một khái niệm y học mới lạ. Bà cũng đã tiến hành một số thử nghiệm đầu tiên đối với các tác nhân hóa trị liệu như vincristine và Dactinomycin. Vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp y tế lừng lẫy của mình, bà đã có được biệt danh là mẹ của bệnh u nguyên bào thần kinh. Nhờ công việc của bà trong việc điều trị lâm sàng tình trạng này, căn bệnh phổ biến nhất của bệnh ung thư ở trẻ em. Năm 1971, bà đã phát triển hệ thống phân giai đoạn Evans cho bệnh nhân u nguyên bào thần kinh. Hệ thống này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định những bệnh nhân sẽ tốt bất kể điều trị. Bà cũng là người tích cực đề xuất việc tránh cho trẻ em khỏi đau đớn, khổ sở và các tác dụng phụ tàn khốc của hóa trị liệu nếu giai đoạn và loại ung thư không biện minh cho phương pháp điều trị này. Công việc và nỗ lực của bà trong việc điều trị bệnh ung thư ở trẻ em đã vượt ra ngoài biên giới của bệnh viện. Bà đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập tổ chức Ronald McDonald House. Ban đầu vào năm 1974, tổ chức đã cung cấp cho các gia đình bệnh nhân ung thư trẻ một nơi để ở trong khi con họ được điều trị. Dự án được mở rộng để bao gồm trại Ronald McDonald vào năm 1987. Bên cạnh việc là một trong những nữ bác sĩ nổi tiếng nhất, bác sĩ Evans còn là hình mẫu cho mỗi chúng ta. Vào năm 2011, bà đồng sáng lập trường SD Gem ở Philadelphia để phục vụ một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố cùng với gia đình của chúng.
1977, bác sĩ Virginia Afga. Năm 1909 đến 1974, thành tựu thành lập điểm Afga, một trong những ví dụ đầu tiên về y học dựa trên bằng chứng, là người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực gây mê hồi sức. Là con út trong gia đình có 3 người con ở Westfield, New Jersey, bác sĩ Afga biết rằng bà muốn trở thành bác sĩ ngay khi tốt nghiệp trung học, muốn hành nghề bác sĩ phẫu thuật. Bà tốt nghiệp trường cao đẳng y sĩ và bác sĩ phẫu thuật Đại học Columbia, nơi bà hoàn thành nội trú về phẫu thuật vào năm 1937. Chứng kiến nhiều phụ nữ cố gắng trở thành bác sĩ phẫu thuật nhưng thất bại, bác sĩ Allen Whipple không khuyến khích bà theo đuổi con đường sự nghiệp này. Tuy nhiên, ông khuyến khích bà theo đuổi ngành gây mê vì ông tin rằng cần phải có những tiến bộ trong lĩnh vực này để phát triển thêm ngành phẫu thuật. Bà trở thành một trong những người đầu tiên tiên phong trong lĩnh vực này. Bà là người phụ nữ đầu tiên trở thành giáo sư chính thức tại Đại học Y và bác sĩ phẫu thuật Columbia vào năm 1949. Năm 1953, bác sĩ Afga thành lập điểm Afga, một ví dụ về y học dựa trên bằng chứng trước khi thuật ngữ này thậm chí được phát minh. Afga Score là công cụ tiêu chuẩn hóa đầu tiên để đánh giá trẻ sơ sinh và trở thành tiêu chuẩn vàng để đánh giá sức khỏe của hàng triệu trẻ sơ sinh kể từ đó. Vào năm 1995, bác sĩ Afga chính thức được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Quốc gia như một sự công nhận xứng đáng cho địa vị của bà là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. 8. Bác sĩ Anna Aslan, năm 1897 đến năm 1988. Thành tựu phát triển các loại thuốc Gerovital H3 và Aslavital, do đó khám phá ra tác dụng chống lão hóa của Brocan, một nhà tiên phong ban đầu về lão khoa và lão khoa ở Romania, thành lập Viện Lão khoa Bucharest, cơ sở đầu tiên thuộc loại này trên thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Là một đứa trẻ thần đồng, học đọc và viết khi mới 4 tuổi, Anna Aslan đã tốt nghiệp trường Central School of Bucharest vào năm 1915. Cái chết sớm của cha bà đã thúc đẩy ý chí trở thành một bác sĩ. Mẹ bà không chấp thuận sự lựa chọn của con vì gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, Anna đã tuyệt thực cho đến khi bà Sophia Aslan chấp nhận cho con gái theo đuổi sự nghiệp y tế. Ràng buộc để giúp đỡ mọi người và cứu sống, Anna Aslan đã tham gia vào các binh sĩ với tư cách là một y tá trong chiến tranh thế giới thứ nhất trong quá trình học đại học của mình. Bạn có thể cảm ơn Anna Aslan mỗi khi cầm trên tay kem chống lão hóa hoặc serum làm đẹp da, vì công việc của bà ấy được coi là một cuộc cách mạng. Bà tập trung vào sinh lý học và quá trình lão hóa và lấy bằng MD về sinh lý học tim mạch vào năm 1924. Trong khi đang thử nghiệm tác dụng của Brocan đối với bệnh viêm khớp, Anna Aslan đã phát hiện ra những tác dụng có lợi khác của loại thuốc này. Kết quả là dẫn đến một nghiên cứu kéo dài 3 năm và phát minh ra loại thuốc mà bà gọi là Gerovital, tức H3. Gần 50 năm sau, vào năm 1976, cùng với đồng nghiệp Elena Polovregenu, một dược sĩ, Anna Aslan đã phát minh ra một loại thuốc khác tên là Aslavital. Nó tương tự như Gerovital và nhằm mục đích trì hoãn quá trình lão hóa da. Ngày nay, Anna Aslan vẫn là một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực nghiên cứu chống lão hóa, một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất trong ngành y học và là một thương hiệu thực sự ở Romania và châu Âu cho dòng mỹ phẩm của cô. 9. Bác sĩ Rita Levi Montalcini, năm 1909 đến 2012. Thành tựu khám phá yếu tố tăng trưởng thần kinh, nhờ đó bà đã nhận được giải Nobel sinh lý học hoặc y học cùng với Stanley Cohen vào năm 1986. Thành lập Viện Nghiên cứu Não bộ châu Âu vào năm 2002. Một cuối cùng của chúng tôi trong danh sách các nữ bác sĩ nổi tiếng và những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong lịch sử là bác sĩ Rita Levi Montalcini, một trong những nhà sinh học thần kinh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bà đã khám phá ra yếu tố tăng trưởng thần kinh. NGF là protein quyết định sự phát triển của tế bào do mô thần kinh được kích thích. Do đó, bà đã mở ra một thế giới nghiên cứu và phát triển hoàn toàn mới trong sinh học thần kinh và khoa học nhận thức thần kinh. Bác sĩ Rita Levi Montalcini muốn trở thành một nhà văn khi bà lớn lên, nhưng sau khi trải qua cái chết của một người thân trong gia đình, bà đã hướng ánh mắt của mình về phía trường y Đại học Turin. Trong khi phụ nữ thường không nhận được sự khuyến khích để đi học đại học vào thời của bà, cha của Rita đã ủng hộ việc theo đuổi sự nghiệp y tế của con gái mình. Nhà thần kinh học Giuseppe Levi đã khơi dậy mối quan tâm của Rita đối với hệ thần kinh đang phát triển, nhưng bà đã mất vị trí trợ lý học tập của mình do luật Mussolini cấm người Do Thái theo học và làm nghề nghiệp. Tuy nhiên, Mussolini không phải là người cản bước Rita trên con đường thành công của bà. Trong Thế chiến thứ hai, bà đã tổ chức một phòng thí nghiệm nhỏ trong phòng ngủ của mình và tiếp tục nghiên cứu sự phát triển của các sợi thần kinh trong phôi gà. Đến năm 1952, bác sĩ Rita cô lập yếu tố tăng trưởng thần kinh. Kể từ đó, Rita Levi Montalcini đã đi du lịch đến những nơi mà trước đây ít phụ nữ từng đi.
Năm 1963, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên tiếp nhận được giải thưởng Max Weinstein vì những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực thần kinh. Từ năm 2001 cho đến khi qua đời, bà vẫn phục vụ tại Thượng viện Ý với tư cách là thượng nghị sĩ suốt đời, một vinh dự mà bà nhận được vì những đóng góp của mình trong lĩnh vực khoa học và y tế. Vào năm 2012, vào thời điểm bà qua đời, bà là người cao tuổi nhất đoạt giải Nobel. Qua quá trình biên soạn video này, tôi thực sự thán phục những nỗ lực phi thường của con người. Với ý chí quyết tâm và niềm tin vào con đường mình đã định, mỗi chúng ta đều có thể đạt được những thành tựu mà chính chúng ta cũng không thể nghĩ tới. Video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích những video thú vị và ý nghĩa của chúng mình, hãy ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh để những video tiếp theo càng thêm chất lượng nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.